Phía trước các bạn thấy là đó chính là đang thi công cái phần đường dẫn để lên cầu Mỹ Thuận 2 nha các bạn, lên bên phía địa phận của tỉnh Tiền Giang nè. Và vị trí mình đang đứng ở đây chính là khu vực của nút giao An Hải Trung, điểm cuối của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Và đang di chuyển cái hướng này chính là cái hướng mà ngược lại, thì các phương tiện hướng này chính là có phương tiện từ ngoài quốc lộ 3 nè, qua thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc nè, người ta ở từ bên ngoài người ta chạy vào đó. Mình đang di chuyển ngược chiều nha các bạn. Đấy, các bạn cũng có thể thấy được mũi tên này không? Thì ở ngoài kia ở thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc đó, người ta hoặc là ngoài quốc lộ 3 người ta sẽ di chuyển vào trong đây để mà lên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận để về Trung Lương hoặc là lên thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Để xem cái đoạn này người ta thi công cái trạm thu phí ra sao nha. Đây trạm thu phí có máy che sơn phết ngon lành rồi nè, và nhà điều hành nó ok nè, nhưng mà có cái máy che trên nhà điều hành chưa xong, nó đang làm một cái hàng rào tượng xung quanh. Đang tiến ra bên ngoài của quốc lộ 30 nè, bên tay phải là ga quốc lộ A, còn bên tay trái để vào thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc nè. Mình đang đổ ra ngoài quốc lộ A nha các bạn. Ở phía trước ga quốc lộ A cái đó chính là ngã ba, đó chính là khu vực của ngã ba An Thái Trung nha các bạn. Khu vực này thường hay thấy là kẹt xe lắm nè. Thì trong thời gian sắp tới vào lễ 30 tháng 4 một năm thì có thể khả năng là cái ba này sẽ kẹt xe, dám đảm bảo cho các bạn luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha, nhớ bấm like trên video của mình và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình ra video mới nhất.